chương trình ghép đôi thần tóc, tập mới nhất đang tạo được sức hút sau những yêu cầu tuyển bạn trai của cô gái có tên Đoan Minh. Cô gái Đoan Minh trải qua 12 mối tình đến với chương trình hẹn hò tìm bạn trai giàu có, sẵn sàng cung phụng. cô gái Đông Minh, 26 tuổi, đang tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội sau khi tham gia chương trình ghép đôi thần tóc. Đây là game show hẹn hò nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội tìm được một nửa của mình. Mỗi tập của chương trình sẽ có hai cặp đôi, hai nam hai nữ. Sau những chia sẻ của từng cá nhân và những tác động của ông Mai bà Mỏi, họ sẽ lắng nghe con tim của mình và lựa chọn người bạn khác giới thích hợp để hẹn hò. Tập 10 phát sóng mới đây đã gây được sự chú ý rất lớn nữ chính Đông minh thể hiện mình là một cô gái năng động hiện đại khi dám chia sẻ thẳng thắn những quan điểm của mình về tình yêu và cả cuộc sống hôn nhân sau này thế nhưng những yêu cầu của Đông minh phần lớn đều không phù hợp với cả hai chàng trai trong chương trình không những vậy theo nhận xét của mc cát tường cũng như đông đảo bạn trẻ trên mạng xã hội Đông minh có phần hơi ích kỷ trong tình yêu Đoan minh giới thiệu về lịch sử tình trường cũng như một phần tiêu chí để chọn bạn trai của mình như sau. Em có 12 mối tình, có 4 mối tình là sâu sắc, còn lại chỉ dừng ở mức tìm hiểu. Cao nhất là một năm, còn hấp nhất là một ngày. Đẹp trai là tiêu chí, và em muốn bạn nam chi tiền cho em để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Trai cho tiền đi đầu tư, rồi mình chia tiền lại cho trai. Đi ăn, nếu bạn trai quên bóp, thì em có thể cà hẻ, rồi đợt sau bạn trai cà lại. Nhưng quên hai lần là thôi, bye bye luôn. Trong khi đó, chàng trai được chương trình gợi ý, ghép cặp với đông minh có tên là Văn Quý. Văn Quý, 27 tuổi, làm nghề sửa ô tô và có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Anh chia sẻ, anh hai đã qua đời và hiện tại sống cùng ba mẹ. Văn Quý là trụ cột của gia đình bởi ba mẹ đã lớn tuổi, thường xuyên đau yếu vì vậy, mục đích của văn quý là tìm kiếm một người bạn gái có thể thông cảm, chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống, cùng nhau phụng dưỡng, báo hiếu ba mẹ. Khi nghe văn quý chia sẻ, khán giả trường quay đều lặng đi và rất thông cảm với chàng trai. Thế nhưng Đông Minh vẫn tỏ ra kiên định với quan điểm về hôn nhân. Em sẽ kiếm bạn trai khác. Tư tưởng của em là khi có chồng, sẽ dọn ra ở riêng. Em thích nấu ăn, nhưng sẽ không bao giờ nấu cho bạn nam đâu vì ảnh phải chiều em chứ. Ở phần tặng quà cuối chương trình, Văn Quý tỏ ra tinh tế khi lựa chọn một hội son. Tuy nhiên, Đông Minh lại làm điều ngược lại. Son màu cam, em thích màu đỏ cơ. MC Cát Tường dù đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các chương trình hẹn hò, ghép đôi, cũng phải tỏ ra bối rối, cô khó có thể kiếm ra được từ ngữ nào để miêu tả về Đông Minh, cũng như khiến tâm trạng của Văn Quý bớt bối rối. Nữ MC tỏ ra ngao ngán với Đông Minh. Cô nói, hy vọng hôm sau em sẽ có người đầu tư nha. Chứ chị hoang mang, muốn bỏ nghiệp lắm rồi đó. Chị làm mai, làm mối nhiều ca lắm rồi. Mà ca này thấy hơi căng rồi đó. Em cũng nên bớt bớt lại chút. Tất nhiên là Văn Quý đã không bấm nút hẹn hò. Và Đông Minh cũng vậy.